Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Giàng A Pháo các bạn nhé. Các bạn thấy không, đây là bạn Thương xinh đẹp đấy. Bạn ấy đang làm siết trên cái bè. Và các bạn hãy chờ đón xem Thương sẽ làm gì với cái mảng này nhá. Mình làm gì trên cái nào nhỉ? Mục đích của em đang đến trên cái bè để làm gì hả Thương? Trải nghiệm, bởi vì chúng mình không có tiền lớn. Đố thì em vào được. Thương đã rất là nhanh chân chiếm được cái bè. Còn phía này là đầu bếp Ado của chúng ta. Ngồi được mặt ra vì không được đi. Mình vừa ngủ dậy. Một trưa ngủ trên này ngày sướng thật. Nó thế cái lúc anh vào, anh chưa vào, hai đứa tranh thủ làm được cái gì chưa? Làm gì? Cái thùng ngủ làm gì? À, ngủ à? Đấy. Hai đứa, em ở nhà về đây. Đấy. Em ở nhà ra đây. Nằm ở đây mát mẻ gió lùa xong nghe tiếng chim nữa. Mình vào đến mặt đồ nghệt, không hiểu là về đây Thương nó làm gì. Rồi. Bây giờ sẽ để cho Thương đi khoảng độ 30 vòng rồi anh em mình sẽ về làm món ăn sau các bạn nhé. Mình đang đi tìm đồ để làm bữa ăn hôm nay. Chính tỏ hôm nay món ăn sẽ liên quan đến một cái món con gì đấy nó sống ở dưới nước các bạn ạ. Đúng. Mình nói vậy thôi các bạn sẽ đi. Mình nói vậy là thì các bạn là bấm phát tua tận cuối video xem là con gì. Mình làm vậy nha. Chào mọi người nha. Thương đang đi vớt ốc ấy. Đây mình vớt hôm qua. cái này vớt ngoài chợ đúng. Cái này vớt ngoài chợ được không? Wow, ốc xịn đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn và anh Tùng Thương một món rất là đặc biệt. Ốc. Ốc nhồi thịt. Em có thể giới thiệu các bạn qua về đây là con ốc gì không? Đây là cái ốc hay là ốc gì cũng làm được. Ốc bươu. Bươu. Ốc bươu. Nó ốc bươu vàng rồi nhá, ốc bươu. Mình bị ngọc từ đấy mà. Ốc bươu, hôm nay mình sẽ có gia vị này. Có mộc nhĩ này. Có thịt lợn cân bông cân xoái này. Có gừng. Có hành và có sả ở vườn nữa. Hôm nay mình sẽ theo mình chế biến nhá. Ok đồ. Bạn Thương thì vẫn đang chật vật đi vào bờ các bạn ạ. Cái mảng nó khá là cồng kềnh, chính vì vậy là đi hơi khó. Còn bên đằng này như kiểu là cố thấm ấy nhỉ. Bạn Đô đang chặt củi ạ. Còn Thương đang nhóm bếp để chút nữa luộc qua ốc. Cái ốc này theo như mình đoán thì Đô sẽ luộc chín đi, và vì là làm cái ốc ốc bươu nhồi thịt ý, cho nên là mình nghĩ là bạn sẽ luộc chín và bạn ấy lấy cái ruột của con lấy cả cái thân mình của con ốc đi, đó là mang ra rồi rồi mới băm nhồi vào. Đây thân mình đoán vậy thì không biết là tí Đô với Thương sẽ làm nào. Vỗ tay cho anh Tùng. Cái lớp với tay nào. Lúc ở trên bờ thì giờ mình ra muộn mà thấy Đô mặt nghệt ra, Thương thì nhanh chóng chóng chạy lên cái mảng. Bây giờ lên trên bờ rồi thì Thương lại mặt nghệt ra, Đô rất phấn khởi. Bây giờ mình sẽ cho những con ốc luôn được vào luôn cho nó há miệng ra kiểu ra. Chứ nó không há miệng có được không? Chắc chắn há miệng nhé. Há phải làm cho há. Há miệng ra. Để anh. Mày thế ở đây mình có cái này, khuôn bếp thì không đi trước rồi. Đô sẽ dùng cái khò các bạn. Đô sẽ dùng cái khò để nhóm bếp rất là tiện và là nhanh. Bình thường nhóm thì mồi mãi nó không lên được. Thì cái đặc thù trên Tây Bắc mình là cái không khí nó, cái độ ẩm nó cao, có nhiều độ ẩm như vậy là đồ cây cối nó củi đốt nó khó cháy. Ta đồ đã dùng cái khò để mồi lửa các bạn. Mình sẽ cho thêm tí muối vào khi mình luộc cái này. Ok, một chút thôi. Đó, bây giờ đun bếp và
chờ đợi ốc chín. Chưa chờ đợi được. Thế là trong không còn chờ lục chín, bây giờ trong thời gian chờ đợi anh mình sẽ làm những gia vị kèm. Ờ, để chuẩn bị gia vị đúng không? Thương là lại gầy nhỉ. Học hành vất vả. Đấy. Cho các bạn xem con ốc sau khi luộc xong này, miệng nó há hết ra, ui héo quá, miệng nó há hết rồi. Và con ốc này cực kỳ to nên là mình nghĩ là kêu nhanh lắm. Chút nữa Đô và Thương sẽ đảm nhiệm công việc đó là khêu ốc. Đấy. Nhiệm vụ của Thương là Thương sẽ khêu hết chỗ này các bạn ạ. Mình nhặt ở ao ở đây. Vì nó con ốc này nó to nên mình nghĩ nhặt cũng không đến nỗi là quá là lâu đâu. Mình sẽ cầm một con cho các bạn xem nhé. Thôi rồi, à. Nào, nhanh. Ngon mà. Khéo con ốc này ra mà thì nó băm cùng với lại thịt ở dưới này làm nhân các bạn. Sau đó lại tiếp tục nhồi vào con ốc này. Các bạn cùng theo dõi bạn Thương làm nhé. Với cái kinh nghiệm đó là du học bên Đức khá là lâu, mình tin là bạn Thương sẽ làm thành công món ốc nhồi này các bạn ạ. Cái con này ở quán đắt lắm các bạn. Ở quán một đĩa này phải trăm ngàn, hơn trăm ngàn đấy. Đắt lắm. Một đĩa thì được mấy con. Ok các bạn, thì trong một lúc không thấy Đô đâu các bạn ạ. Thì hóa ra là các bạn nhân tố bí ẩn ở giữa các bạn. Một bạn là Mickey. Hóa ra hôm nay Đô ra mắt bạn gái với team các bạn ạ. Thì hỏi ra mình biết được. Hả? Đùa, nhiều. Nhiều cái này. Chết đấy. Không hiểu sao Đô. Chết em ấy. Đô ăn gì, Đô đào hoa đi. Em ăn gì hầu như anh cũng ăn cùng mà sao anh chả được bóng nào sao em. Đúng rồi. Bằng... Người hai những bánh không như nào ạ? À? Toàn có tiếng không biếng này chết. Em làm nào được không biếng thì lúc cũng thủ thân nhưng mà biết làm sao được, Đô nó đẹp trai này kia rồi các bạn. Rồi, trở lại món ăn chính của chúng ta ngày hôm nay đó là món ốc nhồi thịt các bạn ạ. Ốc nhồi. Thì mấy bạn vẫn đang hì hục, người khêu ốc, người băm nhân các bạn ạ. Nhân chính thì sẽ chủ yếu là thịt này, ốc này và các gia vị sả, hành, mộc nhĩ, gừng đó. Và tí nữa sẽ các bạn sẽ trộn đều lên và nhồi vào chú ốc các bạn. Ớt, bạn gái Đô tên là gì đấy em? Em không biết nhá. Tên là Mickey à hay tên là gì á? Em tên là Linh. À em Linh. Thế mọi người nhá, trong khi chờ Hương và bạn bạn gái của bạn Đô đi rửa ốc thì mình sẽ làm gia vị nhá. Thì mình đã băm xong rồi. Bây giờ mình sẽ và mình cũng bóc hành xong rồi. Bây giờ mình sẽ băm gừng, sả các thứ vào nhá. Trong lúc chờ Đô làm món này, mình sẽ tâm sự với Đô một chút các bạn nhé. Thì Đô ơi, không biết là em quen em Linh đâu mà em đi xinh đấy. Quen lâu chưa? Dạ. Em quen lâu chưa? Cái này khó nói lắm. Đùa, mà em làm nào mà sao các bạn nữ mấy đẹp ấy nhỉ? Đùa đi đâu cũng thấy gái xinh, cái đâu cũng thấy gái đẹp. À là fan. Fan mọi người ạ. Là fan hay bạn gái nào? Là fan của kênh mình thôi. Chứ mình mới quen mà. Cứ mỗi một ngày quen một em này thì anh cảm thấy được cuộc sống này nó thành màu hưởng quá. Chỉ là quen thôi mà, thêm bạn bớt thù thì được anh, đúng không? Ôi, giờ cây. Chả thấy Đô quen nhiều bạn trai à? Toàn thấy quen bạn gái, đấy. Anh cũng muốn kiểu thơi thêm như vậy. Chả lẽ Đô ấy quen nhiều bạn trai, chết. Sợ lắm. Em toàn có những cái điều mà bao nhiêu đàn ông ao ước. Chịu ơi. Em ước được như anh Tùng. Trai, sáu múi. Nhưng mà không có người yêu. Dâu ria, men lỉ nữa. Nhưng lại không có người yêu mà. Em có người yêu đâu. Đấy, nhắc lên người yêu phát thì mình lại thái đến hành. Lại mà khóc. Thái đến hành lại khóc. Lại nước mắt rưng rức.
sẽ đập ra. Em sẽ ông Thái nhé. Không biết là các bạn có muốn hay không, nhưng mà cá nhân mình thấy là mình muốn giữ lắm rồi đấy. Nếu thật sự không phải là người yêu của Đô thì mình giữ lắm, muốn giữ lắm ấy. Không phải người yêu thật. Em. Vì là sao các bạn? Em Đô đã có gần như tất cả rồi thì mình cũng phải, mình cũng muốn ao ước, mong ước có một chút gì đó chứ các bạn. Anh nói vậy em vẫn khóc. Cày quá. Đô vẫn khóc các bạn ơi. Linh đi một tí thôi là Đô ngồi khóc rưng rức rồi. Chết mất. Để anh đi tìm Linh về cho Đô nha. Ok. Mình sẽ đi tìm bạn Linh về cho Đô để Đô đỡ khóc các bạn ơi. Nhìn thấy em mình khóc mình cũng thương các bạn ạ. Nhưng mà thương thế này thì cái xương cũng không còn. Ok. Mình cũng sẽ băm nhỏ hết nhá. Đấy. Bạn ấy vừa băm vừa ngóng cho Linh đang ở đâu. Ok. Ấy, bạn Linh các bạn thừa thương về các bạn ạ. Các bạn không nhìn thấy cái nét mặt của Đô đâu. Cười hớn hở. Hôm nay chơi toàn cả cây ơi. Sướng. Một bạn là nguyên một cây Mickey, một bạn nguyên một cây gấu Buggy. Rồi. Linh và Thương đã đem chiến lợi phẩm, đó là những chú ốc đã được rửa sạch các bạn, kèm với lại vỏ ốc. Ai ăn ốc, ai ăn ốc, ai được vỏ đây cũng. Anh thấy là Linh được ăn ốc, chắc là ăn ốc Đô làm, còn Thương hôm nay đổ vỏ rồi. Mình sẽ thái nhỏ ốc này ra mọi người nhá. Rồi trộn đều với 5-6 gia vị khác nhau. Cái ốc thì các bạn lưu ý đó là mình băm nó nhỏ vừa phải thôi. Nếu như mà nhỏ quá thì ăn nó sẽ không còn lúc cắn vào ấy, sẽ không còn cảm nhận đến cái vị thịt ốc nữa. Và nếu băm to quá thì ăn thì nó lại sẽ hơi bị vướng dài. Ok, đã xong rồi mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ cho tất cả những cái này vào trộn vào cho gia vị nhá. Những cái này là cái gì em? Ốc này, ốc nè, thịt, hành, xả, mộc nhĩ. Đấy, có phiên dịch viên luôn. Và không thể thiếu được tình cảm của Ado dành cho dành cho món ăn ngày hôm nay. Chính xác, dành cho món ăn hôm nay và hai bạn nữ ở đây các bạn. Em Linh đã được ăn ốc nhồi bây giờ chưa? Chua. Thế thì Đô phải cân nhắc nhá. Hôm nay em phải làm thật sự là tuyệt vời nhá. Không may là Linh chạy mất rep là hỏng hết bánh kẹo. Mình sẽ cho thêm muối và mì chính nha. Nha. Bây giờ thì tất cả các gia vị cũng như là đồ trộn đã có đây rồi các bạn. Bây giờ Đô sẽ tiến hành trộn đều tất cả các cái gia vị này, những cái nhân này, để chút nữa nồi vào chú ốc. Thương và Linh chắc đang rất là đói. Thơm với anh ạ. Cảm giác là Thương lả ra đang dựa vào cái cột. Đói lắm rồi. Bây giờ làm gì có sức chống cự nữa. Còn Đô thì hí hay hửng. Rồi bây giờ bốn anh em mình sẽ cùng nhau nhồi thịt vào trong chú ốc các bạn nhé. Và các bạn có một sự sáng tạo, cực kỳ sáng tạo luôn các bạn. Đó là sẽ gập cái lá cây sả vào, nhét vào bên trong trước, sau đó mới nhồi để chút nữa khi mà mình hấp xong ấy, mình sẽ rút một cái ra và ăn luôn, chứ không phải khêu hay là làm gì cả. Vì nếu mà không có cái này kéo ra ấy, thì là thịt nó sẽ bị chui tận sâu vào bên trong ấy. Nên là bỏ ra rất là khó. Đây là sự thông minh của Đô với lại Thương. Thương thì được cái kinh nghiệm du học ở bên Đức bao năm, cộng với lại tài nấu ăn của Đô, hai bạn đã nghĩ ra được ý tưởng đó. Cho nó đỡ cứng. Hôm nay Linh ăn bữa này chắc mình nếu Đô phải biết. Chứ gì đã vào bắt lò ngồi làm này đau hết cái lưng, chả nhớ hay sao? Ở nhà chắc là Linh không phải nấu cơm bao giờ đúng không? Không. Không á? Không thật luôn. Ôi. Nhìn tay đẹp thế mà nấu cơm vip thật đấy. Đồ anh nấu cơm nó núp 2 rồi ấy.
Nhưng mà tôi đang Em cấp 1 nấu cơm. Lớp 2 là mẹ đã bắt đi có cắm cơm rồi. Lớp 2, lớp 3 rồi. Và đã cắm cơm lên giá. Mình nấu ấy rồi. Nấu cơm bằng nước củi đấy. Em nấu bằng củi đấy anh ạ. Lớp 2 phải nấu cơm rồi. Trong khi Đô và Linh đang miệt mài nhồi thêm những chú ốc thì bạn Thương đã tranh thủ đi lấy lá chuối các bạn. Các bạn biết lấy lá chuối làm gì không? Do là nhân làm quá nhiều các bạn là mình đã nghĩ ra thêm một món nữa. Đó là hấp không các bạn nhé. Bọc lá chuối và hấp. Thì tí nữa xem là món của ai ngon hơn đúng không? Cái nhân ở trong ốc vị nó thế nào và ở chuối vị thế nào và so sánh xem là cái nào ngon hơn các bạn. Hôm nay ốc nhồi sẽ để chủ yếu cho Đô và bạn Linh đảm nhận. Còn ốc đùm lá chuối sẽ để cho bạn Thường. Mới chặt lá chuối bây giờ này. Sau khi nhân đã được nhồi vào của chú ốc các bạn, Đô sẽ tiến hành đem đi hấp. Và đây sẽ là công đoạn cuối cùng trước khi đem ra thưởng thức các bạn nhé. Chắc là chờ tầm 3 phút là mình nghĩ là ốc sẽ chín thôi. Vì là cái ốc ban đầu đã được luộc rồi. Bây giờ chỉ còn làm chín thịt và những cái đồ kèm nữa. Rồi, mình sẽ để đây chờ một lúc và ba anh em mình sẽ đi làm nước chấm ốc nhồi các bạn. Đây, cái này. Rồi, bây giờ mình sẽ sang bên kia và làm nước chấm các bạn nhé. Cái khâu làm nước chấm cũng là một khâu rất quan trọng các bạn. Và món ăn có ngon hay không là cũng ở một phần cái món nước chấm đấy. Khi mà mấy anh em làm ốc thì cũng không ướp khá quá nhiều gia vị. Chính vì vậy là quan trọng là ở cái món nước chấm nó có trọn vị hay không là cũng ở đó. Cho nên là bạn Thương đang tập trung tinh thần 100%. Thương dự tính là sẽ cho những gia vị gì vào em? Lá chanh này, ớt, sả, nước mắm, đường, mì chính với cả chanh nữa. Đây có phải là cái nước chấm đặc trưng của bên Đức không em? Vì là vừa rồi em có đi thực tập ở bên đó ấy. Nước chấm ở Lào Cai. Lào Cai à? Có nghĩa là nước chấm đặc trưng của Lào Cai và được phối kết hợp thêm một chút văn hóa của bên Đức nữa đúng không? Vì giờ học ở Paris vậy. Vì các bạn thấy không? Dưới đã có thớt rồi nhưng bạn vẫn lót một tấm là tỏ là chuối lên. Đấy. Này là có sả này, lá chanh, sả này, ớt này, một viên hạt dổi. Nó là hạt mà. Hạt dổi. Mình sẽ cho thêm một tí thôi, tí chậm thôi. Mình và các bạn sẽ cùng chờ đón cái bát nước chấm của bạn Thương các bạn nhé. Đến giờ mình vẫn đang rất là mông lung. Đường với cả nước mắm này mình sẽ cho sau nhá. Bây giờ mình sẽ dã ra. Bây giờ thì nhuyễn rồi. Mình sẽ cho nước mắm đi, nước mắm chất. Cuối cùng là bắt chanh. Thêm một chút chanh nữa là xong các bạn ơi. Mình sẽ thử đào cái dung dịch hỗn hợp tạo nên món nước chấm cho bạn Thương các bạn ơi. Tại sao trên này rộng mà Linh không lên ngồi nhở? Trời ơi, thật là các bạn xem thế này bảo sao mình không gato. Thấy cái này chín chưa? Đoán chín chưa? Em nghĩ là chín rồi. Người ơi, món ăn của mình đã chín rồi. Ui. Wow. Bây giờ mình sẽ bắt ra nhá. Sau một thời gian chờ thì Đô đã dự đoán là cái nồi này đã chín rồi các bạn. Nồi ốc nhồi đã chín. Bây giờ Đô sẽ bắc ra các bạn nhé. Bắc ra để mấy anh em mình cùng kiểm chứng xem là đã chín chưa. Ở phía bên này thì vừa nãy Thương với lại Linh đã chuẩn bị xong cái bát nước chấm. Bây giờ mình sẽ ra ngoài này. Hôm nay mình sẽ cùng Đô, cùng bạn Mickey và cùng bạn gấu Búp Ghi thưởng thức món ốc nhồi. Và đây là bát nước chấm thần thánh của bạn Thương.
Mình sẽ ưu tiên cho bạn Linh, cho bạn ấy húp trước một nửa. Linh ơi, ai anh bón cho này? Đã thử nửa bát nhé. Rồi mọi thứ đã sẵn sàng rồi các bạn ơi. Ốc đã chín. Nước chấm cũng đã rất đầy đủ đây rồi. Wow. Ơ sao khó đấy nhở, hình như là thương có phép thuật thì sao làm khó thế. Bị hóa đi. Chắc là bỏ cái. Ôi, nó phả vào đô kìa. Cái này thông mũi bắt họng lắm đấy. Không. Mình sẽ bỏ cái này ra nhá. Được. Nóng lắm nha. Có bị bởi ra ngoài nữa xem này. Khó nghi ngút rồi các bạn ơi, hương thơm ngào ngạt. Nó tỏa vào mũi các bạn. Đứng. Rất là thơm luôn. Con xin mời đi, để em lấy cho bạn. Và bây giờ ba anh em mình sẽ tiến hành, bốn anh em mình sẽ tiến hành thưởng thức các bạn ơi. Để cho bạn tính trước nha, cẩn thận bỏng em nha. Được. Một cái bát cho anh thử anh. Giờ anh mới biết là Mickey có thể ăn được ốc ấy các bạn ạ. Gấu cũng vậy. Gấu cũng thể ăn được ốc. Cho anh Tùng. Ừ, anh cảm ơn. Rồi, thì nước chấm ok. Cho anh Tùng một bát nước chấm riêng luôn. Ừ, anh cảm ơn. Bát nước chấm xịn sò thần thánh của bạn thương các bạn. Đây mình à. Rồi, xin mời các em, dùng đi các em ơi. Để ăn nhé. À được. Vậy đây. Ồ. Oh. Được thật đấy các bạn, rất là tiện lợi luôn. Được. Rồi bây giờ đến bạn là Linh. Linh sẽ là rút xong để bát sang, để sang bát bên này thôi. À bạn Linh cũng thành công rồi các bạn ơi. Ôi nó tuột. Tuột á, bóp lại. Bóp lại em. Dùng đũa. Ôi nó dính vào nhau mà. Cái chuột này là chuột rộm rồi, chuột này chuột không biết ăn ốc rồi. Ok các bạn, thì bây giờ sẽ để cho ba bạn cùng nhau thưởng thức các bạn nha, và đánh giá lẫn nhau. Nhất là hôm nay về cái phần gia vị nhân các thứ nhồi vào ốc là do bạn Đô đảm nhận các bạn ạ. Thì chút nữa sẽ để cho bạn Thương đánh giá về phần nhân. Còn về phần nước chấm ấy, thì là bạn Thương đã nhận về nước chấm, thì sẽ để Đô sẽ đánh giá về phần nước chấm của bạn Thương. Còn bạn Linh thì bạn sẽ đánh giá tổng quát cuối cùng sau khi thưởng thức xong món ốc các bạn nhé. Và bây giờ thì các em ơi, chúng mình cùng lần lượt thưởng thức đi. Sau đó là xem cảm nhận của mình về món ăn hôm nay thế nào nhé. Đầu tiên sẽ là Thương khai mạc. Nóng lắm ấy. Ngon, thật sự là ngon, không biết nói gì nữa. Đây mình sẽ chấm nước chấm. Ngon, nước chấm cũng ngon. Dần lượt đôi xem các bạn ơi. À, mắc thật. Nói ra khả năng là ngon quá, Đô định ăn cả lá xả các bạn ạ. Tất cả các mùi vị nó hòa quyện vào nhau. Ốc rất là dai dai, anh hiểu, không phải dai mà là nó sật sật đấy. Ăn nó sật sật này. Có vị thơm của lá xả và gừng. Còn thêm vào nước chấm cay cay của Thương nữa thì tuyệt vời trong mùa đông. Rất cảm ơn Đô đã có một sự đánh giá khách quan dành cho Thương. Và bây giờ còn lại bạn Linh các bạn ơi, xem bạn Linh sẽ đánh giá tổng quan thế nào về món ăn của và hai siêu đầu bếp Ado và Mẩy Thương các bạn. Em mới sẵn được. Rất nhanh tay bạn Linh, bạn Mickey Linh. Bạn đã chọn sẵn cho mình một miếng để ăn và đánh giá về món ăn các bạn. Miếng ăn này thì mình đã cười này là biết rồi. Ngon anh ạ. Em cảm nhận được những vị gì ở trong này? Lúc đầu chuẩn bị gia vị thì là bạn Linh không có ở đây các bạn ạ. Cho nên là mình sẽ hỏi xem là nếu như bạn cái thấy ngon thì bạn sẽ cảm nhận được những vị gì trong món ăn ngày hôm nay. Thấy cay quá. Chấm cay. Chấm thế chấm thương vai cay. Thương hôm nay có ý gì rồi? Thế nào Thương cho cay thế em? Mà như là mỗi bát Linh cay thôi ấy. Bát của Đô với bát của Thương có cay đâu. Hay là chuột này chuột dởm rồi. Ý gì đấy Thương? À, cay mà. Đô ngồi xa Linh lên nhá, tí còn cay nữa đấy. Anh dùng rồi mình trêu vậy thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử các bạn nhá. Vừa nãy thì Đô cũng cho mình một con rồi. Bây giờ mình sẽ nhờ Linh lấy ra hộ với. Mình đang cầm máy và đang cầm đèn nên là
sẽ không thể nào lấy ra được. Wow, em cho ra bát của anh đi. Rồi, ok. Ok các bạn, đây, đây là mình gỡ, sau khi gỡ ra các bạn nhá. Mình nên gỡ cái tấm xả ra, cái dây, cái lá xả ra ấy. Nếu không thì ăn nó sẽ bị mắc vào lưỡi, nó có thể bị chảy máu, các bạn sẽ chấm đều ở đây này. Và nếm thôi các bạn ơi, xin mời. Cay quá. Cay nè. Quả thật là mình hơi cay các bạn, nhưng mà mình ăn được ớt thì là mình thấy bình thường thôi. Còn các bạn, như các bạn, bạn nữ ấy, thì khả năng là ăn ớt kém hơn, thì vì vậy là sẽ thấy cay. Đấy, anh lấy nước cho Linh nhé. Cay quá. Chấm biết rồi. Mama. Không được, nó chấm không. Mùi xả, mùi có tỏi không? Không, không. Có xả có gì nhỉ? Có xả có gừng. Anh thì anh thích ăn thịt chuột Mickey lắm. Và Đô không biết là Đô thích ăn thịt gấu không thôi. Cái mà dùng mạnh lên còn khá là nhiều. Từ nãy giờ thì Thương đã làm hết hai cái bọc lúc cho rồi các bạn ạ. Thôi nói thì em ngại. Đấy, mình sẽ thưởng thức thêm các bạn nha. Đây là chú ốc của mình. Đấy, bên dưới đây là chú ốc của mình. Đó, píp, píp, píp. Chắc là phải nhờ Linh nữa rồi Linh ơi. Giữ em con ốc thôi. Mình và bạn Linh sẽ song kiếm hợp bích. Giật mạnh một cái là bắn mất ra ngoài nữa. Đây, của mình đây. Mình sẽ ăn thêm một chú này các bạn. Mình thì mình thích ăn cay nên là mình sẽ chấm ngập vào đây. Đó. Sao vậy? Tao vẫn ăn cay mà. Tao thêm tuần đấy ăn mình cay mấy lần. Cay cay này đâu. Rất là phê luôn. Miếng này mình sẽ ưu tiên cho Linh. Tạp tôi. Đúng nhiều không? Được rồi. Cũng ít mà. Anh để. Có cho em anh ơi. Hả? Anh sẽ ưu tiên cái này cho em. Ôi. Bây giờ ước gì có ai bón cho mình một miếng nhỉ? Ui. Ui dồi. Từ cái này để lại. Không sao, bón được, ăn bình thường. Em ăn bình thường mà. Ăn được. Đây, okay. Chào cho Thương. Ui dồi ôi, ôi. Ôi. Đó, mình không cảm được gì, mình mà. Không thể kém được. Mình biết tại sao mình với lại bạn Linh buồn rồi. Mình không thể kém được. Đó, xin mời các bạn nhá. Món ốc rất là tuyệt vời luôn ạ. Và phía ra đằng xa các bạn, ba bạn vẫn đang thưởng thức nốt những chú ốc còn lại, những chú ốc rất thơm ngon còn lại. Tới tại thời điểm giờ bây giờ cũng rất là muộn rồi, các bạn nhìn phía xa. Mấy anh em mình quay từ sớm nhưng mà làm nó mải trêu nhau quá ấy. Chính vì vậy cho nên là bây giờ trời đã sẩm tối rồi. Mình cũng xin dừng video tại đây các bạn ơi. Nếu mọi người thấy video của mấy anh em mình ấy, truyền tải các bác món ăn một gọi là cái niềm vui thôi, cũng không phải là quá là gọi gì là mang tính là chia sẻ cách làm hay bí quyết gì cả. Cái này chỉ là một cái truyền tải hình ảnh một buổi chiều vui của mấy anh em thôi. Thì rất là mong các bạn đón nhận các bạn nhá. Thì nếu các bạn thấy video hay ý nghĩa thì hãy like, share video ủng hộ cho anh em mình nhá. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Em ơi, chào quý vị khán giả đó nhờ. Xin chào mọi người nhá. Xin chào. Bye, see you again. Hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo. Xin chào.